Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển bài tập tuần Tiếng Việt 3 tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong tuần số 30, Đất nước ngàn năm. Phần A, kiến thức trọng tâm. Thứ nhất, em ôn chữ viết hoa, đó là chữ Y. Em phân biệt chính tả chữ sờ hoặc sờ, dấu hỏi, dấu ngã. Ôn tập dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang. Viết đoạn văn, nêu lý do em yêu thích một nhân vật trong câu chuyện đã nghe hoặc đã đọc. Dựa vào phần kiến thức trọng tâm này thì cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi của phần B bài tập. Phần 1 nhỏ đọc. Trước tiên để thực hiện được các câu hỏi của phần 1 nhỏ đọc thì các em sẽ đọc bài đọc đàn bầu. Sau đó thì dựa vào nội dung bài đọc các em sẽ thực hiện các câu hỏi ở phía bên dưới. Bây giờ cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung bài đọc đàn bầu. Đàn bầu, hay còn gọi là độc huyền cầm, là một nhạc cụ thuần Việt nhất và cũng được coi là một trong số những cây đàn độc đáo của thế giới. Những vật liệu làm ra cây đàn bầu là các loại cây tre, bương, vầu, vỏ quả bầu. Thân đàn bầu được làm bằng một đoạn ống tre, ống bương, ống vầu. Bầu đàn làm bằng đầu cuống quả bầu hoặc gỗ tiện giống quả bầu. Cần đàn làm bằng sừng tre dẻo dai, sau này thay bằng sừng trâu. Dây đàn làm bằng dây móc xe lại hoặc dây mây. Khi chơi đàn, người chơi gảy bằng ngón tay, móng hay que gảy, kết hợp với việc rung cần đàn tạo ra nhiều âm thanh có các cao độ khác nhau. Đây cũng là nét độc đáo của loại nhạc cụ tiêu biểu Việt Nam được thế giới ghi nhận. Đàn bầu tham gia vào các thể loại nghệ thuật dân gian của Việt Nam như hát sẩm, hát chèo, cải lương, đồn ca tài tử Nam Bộ. Bài đọc sưu tầm. Như vậy cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc đàn bầu. Bây giờ dựa vào nội dung bài đọc thì cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi ở phía bên dưới như sau. Câu 1. Độc huyền cầm là tên gọi khác của loại nhạc cụ nào? Đáp án A. Đàn tì bà. Đáp án B. Đàn tranh. Đáp án C. Đàn bầu. Và đáp án D. Đàn guitar. Với câu hỏi số 1 thì các em sẽ dựa vào câu văn đầu tiên của bài đọc, đó là câu đàn bầu hay còn gọi là độc huyền cầm là một nhạc cụ thuần Việt nhất và cũng được coi là một trong số những cây đàn độc đáo của thế giới. Như vậy thì ở câu hỏi số 1, độc huyền cầm là tên gọi khác của nhạc cụ đàn bầu. Các em sẽ chọn đáp án C trong câu hỏi số 1. Câu 2. Thân đàn bầu được làm bằng loại vật liệu nào? Đáp án A. Một đoạn ống nước, ống bương, ống vầu. Đáp án B. Một đoạn ống tre, ống nứa, ống vầu. Đáp án C. Một đoạn ống tre, ống bương, ống nhựa. Và đáp án D. Một đoạn ống tre, ống bương, ống vầu. Với câu hỏi số 2 thì các em sẽ dựa vào câu văn ở trong đoạn văn thứ nhất của bài đọc. Đó là câu thân đàn bầu được làm bằng một đoạn ống tre, ống bương, ống vầu. Như vậy thì các em sẽ chọn đáp án D trong câu hỏi số 2. Một đoạn ống tre, ống bương, ống vầu. Câu 3. Đâu là nét độc đáo của đàn bầu được thế giới ghi nhận? Đáp án A. Cấu tạo của đàn bầu. Đáp án B. Tên gọi của đàn bầu. Đáp án C. Cách thức chơi đàn bầu. Và đáp án D. Người chơi đàn bầu. Với câu hỏi số 3 thì các em sẽ dựa vào câu văn ở trong đoạn văn thứ 2 của bài đọc. Đó là câu khi chơi đàn, người chơi gảy bằng ngón tay, móng hay que gảy, kết hợp với việc rung cần tạt. Đàn tạo ra nhiều âm thanh có các cao độ khác nhau. Đây cũng là nét độc đáo của loại nhạc cụ tiêu biểu Việt Nam được thế giới ghi nhận. Như vậy thì ở trong câu hỏi số 3, nét độc đáo của đàn bầu được thế giới ghi nhận qua cách thức chơi đàn bầu. Các em sẽ chọn đáp án C trong câu 3. Câu 4. Theo em, vì sao đàn bầu được coi là nhạc cụ tiêu biểu của Việt Nam? Đáp án A. Vì đàn bầu tham gia vào hầu hết các thể loại nghệ thuật dân gian Việt Nam. Đáp án B. Vì đàn bầu đã có từ rất lâu đời. Đáp án C. Vì đàn bầu là biểu tượng, tượng trưng cho người dân Việt Nam. Và đáp án D. Vì đàn bầu là loại đàn đặc biệt. Với câu hỏi số 4 thì qua nội dung bài đọc kem thấy rằng đàn bầu được coi là nhạc cụ tiêu biểu của Việt Nam bởi vì đàn bầu tham gia vào hầu hết các thể loại nghệ thuật dân gian Việt Nam, chẳng hạn như là hát sẩm, hát chèo, cải lương hay là đờn ca tài tử Nam Bộ. Như vậy thì các em sẽ chọn đáp án A trong câu hỏi số 4. Câu 5. Dựa vào gợi ý trong sách giáo khoa tiếng Việt 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 101,
Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 4 đến 5 câu, nêu lý do em yêu thích một nhân vật trong câu chuyện đã nghe, đã đọc. Đối với câu hỏi số 5 thì các em sẽ mở sách giáo khoa lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong đó, các em sẽ mở trang 101 có phần gợi ý để các em có thể viết được một nhân vật các em yêu thích trong câu chuyện đã đọc, đã nghe. Với các gợi ý như sau: tên nhân vật là gì? Nhân vật trong chuyện nào? Em thích những điều gì ở nhân vật? Và nêu lý do yêu thích. Dựa vào phần gợi ý trong sách giáo khoa này thì cô sẽ có một đoạn văn mẫu để các em tham khảo như sau. Trong các câu chuyện đã học, em thích nhất là nhân vật Isaac Newton trong câu chuyện Đồng hồ mặt trời. Đặc điểm làm em ấn tượng nhân vật này bởi sự sáng tạo và thông minh của ông. Chỉ những quan sát nhỏ về sự thay đổi chiều dài của cái bóng mình theo thời gian mà ông đã phát minh ra được đồng hồ mặt trời mà trước giờ chưa ai làm được. Isaac Newton là người đáng được tôn trọng và noi gương học hỏi. Đây là một đoạn văn mẫu của cô, nói về một nhân vật mà bạn nhỏ yêu thích, đó là nhân vật Isaac Newton trong câu chuyện Đồng hồ mặt trời. Các em sẽ dựa vào phần gợi ý trong sách giáo khoa cũng như đoạn văn mẫu của cô để có thể hoàn thiện được bài tập trong câu hỏi số 5. Sau đó thì các em sẽ viết bài tập vào phần ô trống trong vở bài tập. Khi viết thì các em sẽ chú ý viết thật nắn nót, cẩn thận, sạch đẹp và đúng chính tả các em nhé. Câu 6. Ý A, em hãy điền chữ sờ hay sờ thích hợp vào chỗ trống. Với câu hỏi số 6 ở ý A thì các em sẽ quan sát một đoạn văn. Trong đó thì sẽ có các tiếng còn thiếu chữ sờ hoặc sờ. Các em sẽ điền vào để tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Vậy thì với bài này cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện như sau. Với ô trống thứ nhất, đằng sau ô trống có vần am và dấu sắc. Trong trường hợp này các em sẽ điền chữ sờ và chúng ta sẽ có tiếng xám. Ở ô trống thứ hai, đằng sau ô trống có vần át và dấu sắc. Trong trường hợp này các em sẽ điền chữ sờ và chúng ta sẽ được tiếng sát. Ô trống thứ ba, đằng sau ô trống có vần âm và dấu sắc. Trong trường hợp này các em sẽ điền chữ sờ và chúng ta sẽ được tiếng sấm. Tiếp theo các em thấy có ô trống đằng sau có vần an và dấu sắc. Ở đây các em sẽ điền chữ sờ để được tiếng sáng. Ô trống tiếp theo đằng sau ô trống có vần e và dấu sắc. Các em sẽ điền chữ sờ để chúng ta được tiếng xé. Tiếp theo các em thấy đằng sau ô trống có vần ung. Trong trường hợp này các em sẽ điền chữ sờ và chúng ta sẽ được tiếng sung. Ô trống tiếp theo đằng sau ô trống có vần ô và dấu hỏi. Các em sẽ điền chữ sờ để chúng ta sẽ được tiếng sổ. Hai ô trống tiếp theo đằng sau ô trống có vần ơ và vần áp với dấu sắc. Trường hợp này các em sẽ điền chữ sờ và chúng ta sẽ được từ sơ xác. Sau khi điền xong thì chúng ta sẽ có một đoạn văn hoàn chỉnh như sau. Bầu trời xám xịt như sà xuống sát mặt đất. Sấm rền vang, chớp lóe sáng rạch xé cả không gian. Cây sung già trước cửa sổ chút lá theo trận lốc, trơ lại những cành sơ xác khẳng khiu. Tiếp theo, em sẽ quan sát ý B. Em hãy kể tên 3 địa danh nổi tiếng Việt Nam có tiếng chứa dấu hỏi hoặc dấu ngã. Với ý B này thì các em sẽ nhớ xem mình biết đến 3 địa danh nổi tiếng nào ở Việt Nam mà có tiếng chứa dấu hỏi hoặc dấu ngã. Cô sẽ ví dụ tên 3 địa danh. Trước tiên đó là Tam Đảo. Với từ Tam Đảo thì tiếng đảo có chứa dấu hỏi. Thứ hai đó là Cột Cờ Lũng Cú. Với từ này thì tiếng lũng chứa dấu ngã. Thứ ba đó là Chùa Yên Tử. Với địa danh này thì tiếng tử chứa dấu hỏi. Câu 7. Em hãy khoanh tròn vào dấu gạch ngang có tác dụng đánh dấu lời nói của nhân vật trong đoạn hội thoại sau. Châu chấu nhảy lên gò, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ rũa đôi càng. Một ngày tuyệt đẹp, thật khó chịu. Run đất thốt lên, cố rúc đầu sâu thêm vào lớp đất khô. Sao bạn lại nói thế? Trời không mây, mặt trời tỏa nắng huy hoàng thế kia mà. Châu chấu nhảy lên. Không, mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp, run đất cãi lại. Với câu hỏi số 7 thì dựa vào phần kiến thức mà các em đã học về dấu gạch ngang có tác dụng đánh dấu lời nói của nhân vật, thì các em sẽ thấy ở trong đoạn văn này có những câu văn sử dụng dấu gạch ngang với tác dụng đánh dấu lời nói của nhân vật như sau. Trước tiên đó là một ngày tuyệt đẹp, các em sẽ khoanh tròn vào dấu gạch ngang đầu tiên. Đây là lời nói của châu chấu. Thật khó chịu. Dấu gạch ngang ở trước câu này thì đây là lời nói của run đất. Tiếp theo dấu gạch ngang thứ 3, đứng trước câu
Sao bạn lại nói thế? Trời không mây, mặt trời tỏa nắng huy hoàng thế kia. Đây là lời nói của châu chấu. Và dấu gạch ngang tiếp theo thì sẽ đứng trước câu không, mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp. Đây là câu nói của run đất. Em sẽ khoanh tròn vào những dấu gạch ngang này giúp cô. Câu 8. Em hãy nêu tác dụng của dấu ngoặc kép trong đoạn văn sau. Vào đến sân nhà, bà bỏ cái thúng xuống gọi to. Bống ơi! Ơi bống đâu rồi? Bống đang chơi với các bạn bên hàng xóm. Nghe tiếng bà gọi, nó ù té chạy về nhà. Với câu hỏi số 8 thì Kem sẽ thấy dấu ngoặc kép có ở trong câu Bống ơi! Ơi bống đâu rồi? Tác dụng của dấu ngoặc kép ở trong đoạn văn này đó là để đánh dấu phần trích dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật, trong đó là lời nói của bà. Em sẽ viết đáp án xuống phía dưới phần ô trống của câu 8. Tiếp theo, các em quan sát câu hỏi số 9. Em hãy nêu công dụng giống nhau của dấu gạch ngang và dấu ngoặc kép. Với câu hỏi số 9 thì dựa vào kiến thức mà các em đã học về công dụng của dấu gạch ngang và dấu ngoặc kép, các em sẽ thấy hai dấu này có công dụng giống nhau, đó là đều đánh dấu lời nói của nhân vật. Các em sẽ viết đáp án xuống dưới câu hỏi số 9. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang bài tập 2 nhỏ nghe viết. Với bài tập này, các em sẽ nghe cô đọc bài đọc Bức tranh quê. Sau đó, các em sẽ viết bài đọc xuống phía dưới phần ô trống trong vở bài tập. Trước tiên, cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung bài đọc Bức tranh quê. Quê hương đẹp mãi trong tôi, dòng sông bên lở bên bồi uốn quanh, cánh cò bay lượn tròng trành, đàn bò gặp cỏ đồng xanh mượt mà, sáo diều trong gió ngân nga, bình yên thanh đạm chan hòa yêu thương. Vừa rồi cô đã đọc cho các em nghe nội dung bài đọc Bức tranh quê. Các em sẽ nghe nội dung mà cô đọc và sau đó thì viết bài đọc xuống phía dưới phần ô trống trong vở bài tập. Khi viết thì các em sẽ chú ý viết thật nắn nót, cẩn thận, sạch đẹp và đúng chính tả các em nhé. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang bài tập 3 nghe nói. Em hãy đóng vai hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về quê hương của bạn Trang. Với bài tập này thì các em sẽ quan sát và dựa vào các hình ảnh ở phía bên dưới. Chẳng hạn như quê hương của bạn thì sẽ có những đặc trưng, đó là có cánh đồng lúa chín đang vào mùa gặt, có hình ảnh người hướng dẫn viên đang hướng dẫn mọi người tìm hiểu về quê hương, hình ảnh cây đa, sân đình, hình ảnh một vườn cây, một ngôi nhà cổ ở làng quê Việt Nam. Dựa vào những hình ảnh này thì cô sẽ có một đoạn văn mẫu để các em tham khảo như sau. Xin chào! Hôm nay tôi xin giới thiệu về làng Phan, một làng quê nằm ở phía nam tỉnh Hải Dương. Nơi đây là một làng quê trù phú cùng con người chất phác, lương thiện. Các bạn có thể thấy những cánh đồng lúa vàng ruộm trải dài một bên đường vào làng. Ngay từ cổng làng vào, các bạn có thể thấy một cây đa rất to. Cây này đã có từ rất lâu, có khi còn trước cả lúc lập làng. Người dân đi làm về rất thích ra gốc đa ngồi, nói chuyện với nhau. Có thể nói, cây đa chính là linh hồn của làng Phan. Làng Phan còn lưu giữ một số ngôi nhà tranh từ ngày xưa. Mặc dù dân làng đã chuyển qua xây nhà bằng gạch chắc chắn hơn, nhưng vẫn giữ lại ngôi nhà tranh thuở nào. Nhà tranh cũng coi như một phần của làng, một phần của thế kỷ trước, chứa đựng những giá trị văn hóa của một ngôi làng. Đây là một đoạn văn mẫu của cô nói về một trường hợp là bạn nhỏ đóng vai hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về quê hương của bạn Trang. Các em sẽ dựa vào phần gợi ý trong vở bài tập cũng như đoạn văn mẫu này để có thể kể được một câu chuyện về giới thiệu quê hương bạn Trang. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các câu hỏi và bài tập trong tuần số 30, Đất nước ngàn năm. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn Bài tập tuần Tiếng Việt 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video lần sau.